Để thực hiện việc cách ly cho các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, thời gian qua, các phường xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chuẩn bị thu dung, điều trị. Ghi nhận điểm thu dung thôn Phương Thông, xã Phương Triều hiện đang chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để tiếp nhận các trường hợp F1. Trong đó, phòng được vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng và bố trí giường, nhà vệ sinh khép kín. Trung bình mỗi phòng sẽ tiếp nhận khoảng từ 7 đến 9 người và mỗi giường cách nhau hơn 2 mét. Để việc thu dung đạt hiệu quả cao, xã đã có hướng dẫn cụ thể từ việc lựa chọn cơ sở vật chất đảm bảo cung cấp điện nước, xử lý rác thải y tế, thuốc thiết yếu đầy đủ, đồng thời thường xuyên theo dõi giám sát qua camera nếu có biểu hiện ho sốt. Ngoài chuẩn bị điểm thu dung cho những trường hợp F1, hiện nay các xã phường cũng đang triển khai các trạm y tế lưu động, sẵn sàng cho tình huống dịch có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao. Dự kiến thời gian tới sẽ bố trí điểm thu dung cho các trường hợp F0 ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng tại địa phương, giúp cho các cơ sở y tế tuyến trên không bị quá tải.